kể từ vô thủy ra vào à, trôi lăn sau cõi hận hà khổ đau à, tưởng mình à, tâm à, thức thâm cao à, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên, để cho phiền não nổi lên tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chất, hoặc chiều bốn duyên, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chẳng nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thủy chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sao căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên, hoặc do sao tưởng mà nên, hoặc do sao thọ lụy liền sao hành, hoặc do sao ái hoành hành, sao nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên. Con xin sám hối não phiền đã cam ơn, hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sữa như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hại ngấm ngầm chúng sanh. Con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngụng hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tập sâu rộng đàn nhập
nhập tâm mà ta coi ta phúc âm thầm hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn. Cầu xin chư Phật giải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tâm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về nguồn. Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên. Ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong. Não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tin tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi. Nhân duyên năm số động thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hành dính nhớ. Thần không sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đức thủy quay màng lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu. Nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tử tại trong lòng tịnh thanh. Mười tám bất cộng hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh
mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần. Họ hàng chẳng nhận ban lãnh cũng lầm, mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con ai. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tỳ. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho vừa, đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tân bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Đã xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, cọp bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Khoáng làm chuột bỏ côn trùng, hung máu hút mũ rút thùng phẫn dơ. Hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Kể từ vô thị chúng con, tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham, hoặc ghét, hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn băng lưới chài chó săn. Đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đang giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy sập không nơi thoát đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt nuốt chiều miếng tham anh. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạc lông cắt tiếng làm hàng bán buôn.
chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời, oan thang thâu đến tận trời. Đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh, chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lãnh sai. Lại còn bình yên can qua tranh giành biên giới cô mà diễn nhau, đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm, hoặc nghe giết chấp mừng ham anh. Đau thương chẳng kể tham tàn tánh hung, nghề đau phụ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tệ cũng bao tàn. Phân thay loài vẫn dung nhan trắng trờn, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm chẳng ghê. Biết hàng pha tổ cán xe nặng chân dẫm đạp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng, mà cũng từ vô thị kim trung mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa khảo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lắc lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chân ngô mùi em dồn mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì ác tiêu. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân. Không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy y hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật ấy đàn. Vì chúng
kinh tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng gian. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, có đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm, sám bằng tất cả tinh thần. Tất cả mạng sống bãi tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật thi xưa môn hàng.
mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang xấu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời. Cùng loài phàm tục sống đời vô thiên anh, chẳng về cõi lối triền miên. Trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ăn mà đắm chìm muôn kiếp, thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chánh xoay vần, vô thường vô ngã thân chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tài, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tay chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao bao nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang.
Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội kiên, tội do đầu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh phân dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diện tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành quy ơi. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông. Rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian,
Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau anh. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai nhân. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đền. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xương. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mai sau, án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên anh. Dễ gì thành tựu chú viên mọi bề, nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kể từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ báo đường ngay, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật lý. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tận cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu.
con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác pháp quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngũ tội của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp tiến vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàng thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Sám hối án đạo xong rồi, con xin sám khổ luân hồi thẳng dư, trời người trong cõi diêm phù đều mang cổ báo nghiệp dư tràn trề. Cõi trời vẫn lắm đam mê, cõi người còn phải ê chề báo dư, cho nên sinh mang diêm phù, cuộc đời bấm thọ tính dù trăm năm anh. Mấy ai sống tới tuổi trăm, mà còn người yêu thọ số nhậm hằng xa, huống hồ từ thuở sanh ra mang bao hình thái cổ trà tâm can. Buồn phiền sợ hãi lo toan, có đau phục chốc nghèo nạn rời tâm, mà khổ báo nung nấu âm thầm, là do thiện nghiệp quá tầm mong manh anh. Ác nghiệp nảy nở đua tranh, làm cho kiếm sống chẳng thành tựu chi, truy nguyên khổ bao cũng vì, tàn dư tiền kiếp đến kỳ phận ra.
hôm nay sám sửa Phật Đà, nguyện xin tiêu diệt hằng hà tội xưa. Bao nhiêu khổ báo còn thừa, cũng xin sám hối diệt trừ mọi nhân anh. Đã gieo không biết bao lần, từ đời vô thủy tập huấn đến giờ. Biển mê chẳng có bên bờ, luân hồi nhân quả sẵn chờ báo chúng em. Kiếm trời hay kiếm người cùng, lãnh chia nghiệp quá không mong thoát nạn. Sám hối khổ cõi nhân gian, hòa thừa oan cũ thân tàn tật đau anh. Giá quan chẳng đủ như nhau, cũng do tội cũ đau đầu dẫn đưa. Ba án tám nạn dây dưa, mạng sông ngăn ngủi sớm trưa vô thường. Họ hàng quyên thua quấn vương, sinh ly tử biệt muôn đường cổ đau anh. Oan gia khổ báo đối đầu, ghét yêu sợ hãi phải đau do mình. Khổ bao nước lửa đạo binh, chiến tranh nguy khốn rập rình kề bên. Xa quê mồ mả tổ tiên anh, nhiều phen lưu là nơi miền hoang vu. Khổ báo lao ngục cầm tù, tai bay hỏa gửi oán thù khảo tra. Khổ báo miệng lưỡi gian hoa, vô hoàng giá hỏa cửa nhà nạn tan. Khổ báo hoạn nạn miên man, dịch tả số ré phong hàng liệt thân. Khổ báo á quỷ phi nhân, ngầm gieo tai họa muôn phần hiểm nguy. Khổ báo yêu mỹ thần kỳ, sanh điều quái đáng lâm ly hoàng đường. Mạng người như chỉ treo chuông, mãi lo khổ báo chẳng vương thoát nàng. Hải hùng thú giữ trên ngang, sợ loài cá sâu dưới làng nướng ăn. Sám hối khổ báo từ đắm mang, tự treo tự sát tự cầm vật sâu. Lửa dữ mà tự nhào đầu, cháy tiêu thân xác chẳng cầu mà vương. Sám hối khổ báo tai ương, công danh không phận sanh đường tiên thí. Y phục thực phẩm chi ly, chẳng bao giờ đủ ai bi não nùng. Làm gì cũng gặp nghiệp hung, cản đường chẳng lối chẳng dung viễn nào. Đời này và cánh đời sau, nghiệp dư quay pha kiếp nào mới tan. Hòa tai biển cô trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau anh. Hôm nay đệ tử hội đầu, hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan. Triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn ấy năng. Con vì ba nghiệp sáu căn, đã xin sám hối mọi phần đã xong. Mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần.
công đức sám hối vô ngần, thì kheo ni cũng tính toán, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đường. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà chẳng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối não phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dục vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu, một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau ơi. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin. Đề đầu sám hối vẫn tiền ăn năn, ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoát ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy có mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn.
dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân. Chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành, đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu. Phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phăng mọi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi. Vì dòng nhân quả đời đời ra, và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau. Tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào bẫy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc vì ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bày oán khiên. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình. Nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thị đến giờ, hoặc theo bốn trụ, hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên. Hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước, bốn triền, bốn tham. Việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đạo ngục hình tử giam. Ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thị chẳng phân, hoàng gió năm trú xoay vần trong tay. Hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang. Năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn. Hoặc do mê muội sao căn, hoặc do sao thức tâm thần đảo điên.
hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên. Thần là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chạm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám câu nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật ý tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biên sự câu cao, mười hai thứ nhập nặng nhào tử sinh, mười sao trì kiên tung hoành, mười tám thứ giới ngũng hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư. Một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tật xấu rộng đàn nhập tâm, ta hoài ta phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tạm giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật gái ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, khóa môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan. Bốn vô lượng bốn tinh tâm, ác duyên thống khổ không cần sợ chi, nhân duyên năm số đồng thì, siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếp chẳng hành dính nhớ, thần thông sáu thứ có dư, sáu trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sáu ba la mật hạnh cao, sáu thứ diệu hạnh lúc nào cũng thanh, nhiễm mơ chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi, nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh, hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen.
nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu, nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngự tòa tự tại trong lòng tịnh thâm. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ tha. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại trắng tối ngày đốn thui. Khổ báo kẹp nát hình hài, địa ngục bánh sắc nghiêng say tan bàn. Khổ báo mộ xẻ thân mình, đọa vào hắc nhĩ cưng hình khảo trai. Khổ báo chém chặt bánh da, địa ngục núi thịt mù lòa tối thui. Khổ báo thịt lũng xương lồi, địa ngục cưa xe khắp người đóng đinh. Khổ báo mổ cắt xe phân hàng, địa ngục mọc sân treo mình ngưỡng chân. Khổ báo nóng nực thiêu thân, địa ngục cháy đốt rần rần gào la. Khổ báo mờ mịt bao la, muôn đời chẳng thấy anh lòa núi vây. Khổ báo như dại như ngây, ba ba bốn ngục đêm ngày lạnh căm. Bốn ngàn tám vạn ngục phân, đêm ngày thông khổ muôn phần đớn đau. Khổ báo có ruột rút đầu, vón xương não tùy biết đâu nói cùng. Nhốt giam lẫn lộn trùng trùng, mà nhiều đời cha mẹ với cùng bà con. Ngay thân mình lung chẳng còn, cũng xa ngục đo oán hận chứa chan. Tháng ôi chẳng thể nghĩ bàn, muôn phần thông khổ vạn lần đau thương. Ngày nay sám hối mười phương, chí thành cầu khẩn cúng dường chư tôn. Nguyện cho khổ báo ngàn muôn, tất cả tan biến tận nguồn
gốc mai xưa. Nguyện nhờ công đức chi thành ăn năn sám hối pháp lành hiện ra, khổ báo địa ngục hằng xa, tỳ thành sắc thấy là tinh thánh. Ám đạo cũng chỉ là danh, kẹp cầm địa ngục biến thành an vui. Nỗi đau cây kiếm vạn soi, biến thành cam lộ mắt tươi sen hồng. Đầu cho mặt ngựa tàn hung, biến thành Bồ Tát đầy lòng tự bi. Tội nhân ngục tốn theo vi, thảy đều thoát khổ tức thì an vui. Pháp tâm vô thượng đời đời, lân lân hạnh phúc cõi trời thiền na. Con xin đành lễ Phật Đà, quy tam bảo ta bà mười phương. Tu tịnh hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng
sanh căn lành đã có, tu hành Bồ Đề căn lành đã có, và trí vô thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy hỷ, và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thường. Chư phần trong ba đời rất hơn kháng chúng sanh biển công đức không lường, con nay thành kính mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng, mà con nay ba nghiệp biến dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng, mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa, đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh, vô tận pháp giới tinh anh, tin sâu Phật trần. Mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trưng, tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa kính xưa nay, con đem dâng cung đức thầy Như Lai. Thương y có một phóng hai, đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi, cao như quả núi Tu Di, thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn. Con nay mở rộng tâm hồn, tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu, phổ hiền nguyện lực rất sâu, cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai. Xưa con tạo các nghiệp sai, đều do hòa tai nối liền, từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban.
chư Phật muốn nhập niết bàn, con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu. Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời. Tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu, phép màu mối niệm trí tuệ làm đầu.